Vâng, trong buổi chiều ngày 19 tháng 2 bên em đi rất là nhiều các combo và bên em cũng đang đóng hàng những combo loa G4000 này đi các tỉnh xa này, đến 50S này và một combo loa Wiwood G1000 Bluetooth màu vân gỗ này. Đó, thì bên ngoài bên em đang có xe đang bị sang Kiêu Kỵ Gia Lâm Hà Nội lắp bộ combo loa full B12. Đây là full B12 đấy ạ. Và chúng có để D50S và những con súp 2012 Bluetooth. Trời ngoài trời thì đang rất là mưa to. Mưa như mùa hè luôn ạ, tuy là mùa đông rét mướt nhưng lại đang mưa. Thì anh Dũng, anh ở Kiêu Kỵ Gia Lâm Hà Nội, anh không quản ngại mưa gió sang nghe trực tiếp. Và bây giờ là quá trình về lắp đặt cho anh Dũng một cấu hình B12. Và hôm qua anh sang nghe tận nơi, anh rất là hài lòng. Mưa quá các bác ạ, nhưng như có âm thanh của các bác, bên em vẫn phải lên đường lắp đặt. Đó, đôi B12. Đó, sau quá trình test rất là cẩn thận rồi thì đây là di chuyển ra xe lắp đặt cho anh Dũng. Anh Dũng chờ khoảng tầm 45 phút sẽ đến Kiêu Kỵ Gia Lâm Hà Nội. Thì bên em sẽ lắp đặt như có video quay lại cái khung cảnh nhà anh Dũng. Đôi B12 rất là đẹp, chất, bên đây là dòng là full high-end, cao cấp. Được thiết kế vỏ vân gỗ dạng 3D rất là đẹp, nổi bật. Và con đẩy D50S này, make kết 321 này và con súp 2012. Đây là bộ rất là đẳng cấp của anh Dũng. Đó, con súp 2012 Bluetooth cũng màu vân gỗ và anh lấy thêm cho mình hai chân đấy ạ, hai chân gỗ đế để kê đôi la phun. Đó, thì đó, đây là trọn bộ của anh Dũng để vừa xe taxi. Hôm nay bên em đi hết xe rồi, mà khi là bên em còn xe riêng nhưng hiện nay đã đi lắp đặt các nơi hết rồi ạ. Và hôm nay phải gọi thêm taxi nữa. Anh Dũng chờ khoảng tầm 45 đến 1 tiếng là sẽ đến nơi và lắp đặt, chờ bàn giao cho anh Dũng nhé.